Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu xuất hiện công khai. Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã đến viếng đền City Pillarsin ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào sáng ngày 14 tháng 3 trước khi lên đường về quê nhà ở tỉnh Chiang Mai. Theo báo Bangkok Post, ông đến nơi trên chiếc ô tô đen lúc 5 giờ 19 phút. Đi cùng ông có con gái Úc cũng là lãnh đạo đảng Pheo Thai Pathongtan Shinawatra và chồng cô là Pitaka Sukawat. Vợ chồng con gái ông Thaksin đi trên một chiếc xe khác. Cựu thủ tướng đeo khẩu trang và đeo nẹp cổ xuất hiện tại đền thờ. Khác với tháng trước, cựu thủ tướng 74 tuổi không nẹp tay hay ngồi xe lăn, dấu hiệu cho thấy sức khỏe ông đã cải thiện kể từ khi được ân xá vào tháng trước. Tại ngôi đền, ông Thaksin bày tỏ lòng thành kính với các vị thần hộ mệnh của thành phố, đặt lễ vật và buộc giải màu quanh cột. Sau khoảng 26 phút, ông rời đi mà không trả lời phỏng vấn. Ông khởi hành đến tỉnh Chiang Mai bằng máy bay riêng tại sân bay Dong Mu In lúc 7 giờ và dự kiến trở về Bangkok vào ngày 16 tháng 3. Cựu thủ tướng sẽ thăm họ hàng, gặp những người ủng hộ cũng như viếng mộ người thân tại Chiang Mai. Ông Thaksin trở về nhà hôm 18 tháng 2 sau khi đáp ứng đủ điều kiện để được ân xá. Theo cục cải huấn khi đó, ông Thaksin được đưa vào danh sách những người bị kết án đủ điều kiện ân xá vì thuộc diện trên 70 tuổi. Bệnh nặng hoặc tàn tật và ở tù ít nhất 6 tháng hoặc chấp hành 1/3 bản án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.